Hello, xin chào cô chú anh chị các bạn quay trở lại với kênh của Thành Lê USA là một chuyên gia tranh cãi khét tiếng trong làng hài của sống Mỹ nha Dĩ nhiên là đăng ký kênh mình là mọi người sẽ được nghe những thông tin, những cái uh, si lực mà mọi người sẽ không bao giờ nghe được từ bất cứ cái, cái kênh nào trong làng hài của sống Mỹ hết Tiếng bố mạnh như đó Ừ, nãy giờ mình đang quăng lũ đạn đó, ok <laughs> ok bây giờ mình sẽ cho mọi người biết một cái binh hiện giờ chính xác là ngay bây giờ khi mọi người đang xem video này là tổng thống trump với đảng cộng hòa đang chơi một cái chiêu gọi là đánh phá ông biden ngay trong trứng nước Wow, cái kiểu này là mình đặt tên đó nha ok để mình phân tích cho mọi người có thể thấy được cái câu chuyện đó à, trước tiên á, là bây giờ mọi người đang nghe nói là ok hôm qua hôm kia gì ông bộ trưởng bộ tư, tư pháp tức là ông william Barr Ông uh, phê chuẩn cho Bộ Tư pháp bắt đầu điều tra gian lận bầu cử Wow! Nghe thì nó có vẻ là nó hoành tráng gì lắm à, Nghe thì nó rất là hoành tráng rồi đó Cái vấn đề quan trọng ở đây không phải là gian lận bầu cử hay điều tra gì đây hết Trước tiên á, những gì mà ông Tổng thống Trump làm bây giờ hay những gì bên phía Đảng Cộng Hòa làm bây giờ Không phải là, là làm cho ông Tổng thống Trump thắng hay là làm cho ông Biden thua gì hết Cái đó từ từ... Thì đếm phiếu xong hết tự nhiên nó sẽ có kết quả tới đó là còn không ai có thể thay đổi kết quả được hết cái mà họ đang làm bây giờ là hạ uy tín của ông Biden, hạ uy tín của đảng dân chủ để chi để trong trường hợp những cái mùa bầu cử sau á cái midterm election vào năm 2022 sắp tới đây và 4 năm sau nếu như mà ông Biden ông lên á thì 4 năm sau ông tái tranh cử nữa khi đó sẽ hạ bệ ông Wow, cái mấu chốt nằm ở chỗ đó đó Nghe không? Trước tiên là cái vụ mà điều tra gian lận bầu cử này như mọi người đã nghe rồi Nghe không? Hôm ngày tòa bác bỏ hay gì đó ha, Bao nhiêu cái cáo buộc, bao nhiêu vụ, vụ thư kiện của bên phía Tổng thống Trump đưa ra mà tòa bác bỏ là sao? Cái mấu chốt là nó nói không có uh, gian lận bầu cử ở diện rộng Nghe không? Và chính xác là những cái người mà lãnh đạo uh, ở mấy cái uh, địa ở quận hạt mà kiểm phiếu ở mấy cái tiểu bang như Georgia, Michigan, Pennsylvania, đồ này kia đó, họ cũng xác nhận là OK có gian lặng bầu cử, nhưng mà hay thậm chí là mấy cái đài truyền thông nó cũng xác nhận là có gian lặng bầu cử, cái vấn đề nó nói là gì? cái gian lặng đó nó là phạm vi nhỏ hẹp đơn lẻ, chứ nó không phải là phạm vi di diện rộng, nó không thể thay đổi cán cân uh, kết quả bầu cử được. À, nhưng mà cái đó không quan trọng, quan trọng là gì? ông bay ông tổng thống trump không nhận thua ông à, bên phía đảng cộng hòa ủng hộ ông tổng thống trump thừa kiện ông à, tổng ông william boy làm bộ trưởng từ bộ tư pháp à, phê chuẩn cho bộ tư pháp điều tra mấy cái vụ gian lận bầu cử đó wow tức là nói cách khác là gì bây giờ tuyên bố với cả thiên hạ cả tất cả những người ủng hộ bên phía đảng cộng hòa giờ tổng thống trump nói chung là ok bây giờ đảng dân chủ à, nói riêng là người ta đang chơi gian lận bầu cử người ta ăn gian đó, ông Biden ông ăn gian bây giờ ông mới thắng đó. Wow, mọi người thấy được cái câu khẩu hiệu này chưa? Dĩ nhiên khẩu hiệu này chưa ai nói hết bởi vì bữa nay mình tuyên bố luôn. Đó. Cái idea nó nằm ở chỗ đó, dĩ nhiên là mình không có tuyên bố cái điều đó nhưng mà cái hàm ý của mấy ông đó là gì? Là ok, bây giờ bên phía đảng dân chủ ông Biden đồ là ăn gian mới thắng được mọi người đó, bởi vì mọi người nhớ lần sau đừng có bầu ủng hộ mấy người đó nữa á à, để mà bầu ủng hộ chúng tôi đi vân 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 đó cái mấu chốt nằm ở chỗ đó đó chứ không phải là không phải là thưa kiện để mà gọi là uh, hạ bể ông biden hay là đáng dân chủ gì đây hết á tại vì <laughs> cơ bản là không có bằng chứng thiệt mà <laughs> thấy không? không có bằng chứng làm sao mà thưa trên đất mỹ nữa đây cái quan trọng là gì rồi hai năm sau nữa đó vào năm 2022, khi mà hạ viện uh, bầu Midterm Election, khi mà đảng Cộng Hòa uh, Khi mà trên thượng viện có mấy chục ghế, ha, chủ yếu là uh, có hai ba chục ghế đảng như Chủ và mười mấy ghế của đảng Cộng Hòa Và ở dưới hạ viện uh, bầu lại hết, tại vì nhiệm kỳ của dân biểu dưới hạ viện chỉ có hai năm thôi Hai năm sau là, là mấy người đó phải, bốn uh, trăm uh, mấy chục người đó phải ra tranh cử nữa, thanh giá hai năm sau vào năm 2022 á là cơ hội rất lớn để đảng cộng hòa có thể giành lại được hạ viện nghe à, không tại bây giờ á là đảng cộng hòa cái mùa bầu cử vừa rồi là mọi người thấy không đảng dân chủ đã thua từ hai trăm ba mươi mấy ghế mà bây giờ chỉ xuống còn có hai trăm mười mấy hai trăm mười tám hai trăm mười chín ghế gì thôi tức là gì họ đã bị họ vẫn còn giữ quyền kiểm soát ở hạ viện nhưng mà cái quyền kiểm soát đã bị giảm xuống đáng kể và đảng cộng hòa tăng lên từ một trăm tám mươi mấy ghế mà lên được hai trăm mấy mười mấy ghế chứ Wow! Và yeah, trên thượng diện khả năng rất cao nữa nếu mà là hiện giờ thượng diện đã đảng cộng hòa đã thắng được 50 ghế rồi, còn hai cái ghế mà runoff tức là hai ghế phải bầu lại ở bên phía bang Georgia đó. Nếu như mà đảng cộng hòa có thể thắng luôn một trong hai ghế đó là đảng cộng hòa sẽ giữ quyền kiểm soát thượng diện Khả năng rất rất, rất cao là sẽ giữ quyền kiểm soát thượng diện không? Thì hai năm sau nữa khả năng cũng rất cao là đảng cộng hòa sẽ giữ quyền kiểm soát thượng diện tại vì cơ bản là đảng như chủ họ phải bà có nhiều thượng nghị sĩ đảng dân chủ họ phải tái tranh cử hơn là bên phía đảng cộng hòa trong cái mùa này. Wow, mọi người thấy cái mấu chốt vấn đề nằm ở đây chưa? Tức là nói cách khác là gì? Từ đây cho tới hai năm sau và hai năm sau á, vừa nếu như mà năm nay mà đảng cộng hòa mà họ vừa thắng được ở bang Georgia nữa đó nha, là họ sẽ giữ quyền kiểm soát ở thượng viện thì khi đó họ bắt đầu có thể chối tay của Biden lại chối tài đảng dân chủ nói chung bằng cách là gì ngăn chặn rất là nhiều dự lực cũng như những cái đề xuất của ông Biden với đảng dân chủ nếu như mà ông Biden ông lên làm tổng thống giống như là cái thời ông Obama mà đảng cộng hòa nó từng làm đó hay là cái thời năm nay mà khi mà đảng dân chủ nắm quyền từ năm 2018 tới bây giờ đó là họ cũng cản bước rất là nhiều của ông tổng thống Trump là chỗ đó đó tại vì bất cứ một cái dự lực nào để mà thông qua được để mà nó trở thành lực đó nha, nó phải thông qua hạ viện, nó thông qua thượng viện, sau đó nó mới tới tay tổng thống ký. Mà thí dụ như một cái dự lực nào mà đáng như Chủ muốn đi, chẳng hạn như là gì? Mở rộng Obamacare, cái vụ mà đang bị, uh, đang được tòa án tối cao xem xét đó. À, nhưng mà tưởng tượng là thí dụ như mà đảng Chủ họ muốn uh, mở rộng Obamacare, họ muốn uh, tăng, uh, lập thêm mấy cái lực về uh, siết chặt uh, quy định về môi trường, đồ này kia. Không. hay là cho thêm quyền cho dân lậu hay là tăng thế rồi này kia đó thì chắc chắn nó sẽ bị dướng ở trên thượng viện thì, thì cái đó là gì những cái dự lực mà đảng Dân Chủ với ông Biden đề xuất ra nó sẽ bị bế tắc ở thượng viện, nhưng mà người dân Mỹ họ đâu có đổ thừa cái đó họ sẽ đổ thừa là ok, bây giờ là quốc hội Mỹ bị bế tắc và dưới thời ông Tổng thống nếu mà ông Biden ông lên, dưới thời ông ba, Tổng thống Biden thì không có làm được gì nhiều. À thì khi đó đó vào cái mùa vận động tranh cử vào năm 2022 cũng như là trong tương lai nếu như mà ông Biden lên thì 4 năm sau nó lại 2024. Thì khi đó cái Đảng Cộng hòa nói chung và tổng thống Trump khi đó nếu mà ông ra nữa ông có thể dễ dàng tấn công vào cái cái chuyện mà Quốc hội bế tắc ông Biden ông không có làm được cái gì hết. Với Ông không có giúp người dân Mỹ được cái gì hết Tại vì cơ bản là ông bị khóa tay lại Ở trong quốc hội Mỹ rồi Mà Thành ra Cái mà đảng Cộng Hòa với ông Tổng thống Trump làm bây giờ Là gì Là không Là mở đường trong trường hợp mà nếu mà ông Biden ông thắng Là họ mở đường đi mà cho chuẩn bị cho những cái mùa bầu cử sau Để mà có thể hạ bệ ông Biden với đảng Dân Chủ nói chung Đó à, Mọi người thấy được cái bức tranh nó lớn chưa Wow nãy giờ mình nói chuyện nó hơi phức tạp bởi vậy uh, hi vọng mọi người gắn hiểu về mình nha thôi video đã dài hẹn gặp mọi người video sau hay hơn và hấp dẫn hơn Thank kêu bye bye